Ngọc Anh sẽ giới thiệu cho quý vị một cái dự án mới nhất gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Với dự án 9 căn này thì có thể dọn đồ về và ở ngay. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Với lại cái phát triển hiện nay thì cái nhà ở thương mại nó rất là hot hit luôn mọi người ạ. Nó ngang với dầm chung cư. Với những cái căn nhà Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người thì đa phần sổ đỏ đầy đủ bàn giao nhà luôn. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị 9 căn nhà nó gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với trục đường quốc lộ 21B, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Vị trí thì nó thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chỉ hơn 2 tỷ thôi là có thể sở hữu ngay cho mình một cái hộ khẩu ở Hà Đông, mọi người có thể tin được không ạ? Ngọc Ánh sẽ giới thiệu một cái căn lô góc cho quý vị. Với cái 9 căn nhà này thì có những cái hướng như sau: hướng Tây Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam mọi người nha. Với phần hoàn thiện xong hết, diện tích thì từ 33 cho tới 36m², sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. 9 căn nhà này thì đã có 3 chủ mới rồi, 3 chủ nhân mới và còn lại 6 căn đang tìm chủ nhân, thì Ngọc Ánh đang là tìm chủ nhân vào những cái căn nhà này. Sở hữu cho mình một căn nhà 4 tầng hiện nay không hề khó, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị cơ mọi người ạ. Và với 9 căn nhà này thì giá chào bán thấp nhất là 2 tỷ 650 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này Ngọc Ánh đang quay, nó có một cái ưu điểm cực kỳ lớn, đó là nó rất là gần với lại trục đường quốc lộ 21B. Nó cách với lại trục đường quốc lộ 21B khoảng tầm 200m thôi. Và với cái căn nhà này cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 30m, ngõ thông thoáng mọi người ạ. Đây Ngọc Ánh sẽ quay căn này gửi tới cho quý vị. Với cái căn nhà này là lô góc, thông số nhà của nó thì là diện tích 33m², mặt tiền của căn nhà 3m, chiều dài của ngôi nhà 11m, phần hoàn thiện của căn nhà thì cơ bản đã xong. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với toàn bộ phần mặt tiền thì đã được ốp đá granite cẩn thận. Và căn nhà này thiết kế như thế nào thì mời mọi người theo em vào cụ thể các tầng của ngôi nhà. Ngoài đang ở đây đó là phần tầng 1. Với cái căn nhà này thì đây, thiết kế nó khá là hợp lý, hay nói đúng hơn là nó rất hợp lý luôn mọi người ạ. Bởi vì đây, Ngọc Ánh đang đứng ở phần đây là cái chia sẻ cho mọi người là cái phần để xe riêng, một cái phần để xe riêng của ngôi nhà mọi người ạ. Bởi vì là cái phòng khách ở trên tầng 2. Đó. Phần hoàn thiện của căn nhà này màu sơn chủ đạo là màu trắng. Đó. Với cái phần đây, không gian là thiết kế trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ nước được lắp đặt riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Với cái căn nhà Ngọc Ánh đang quay đây thì nó có giá chào bán là 2 tỷ 800 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế. Quý vị nào đang đi làm, đi học ở quanh Hà Đông mà có con em học ở trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y dược ở Ba La, Hà Đông, thì căn nhà này đáp ứng cho quý vị rất là hợp lý. Từ vị trí căn nhà này đi lên tới ngã tư Văn Phú, Hà Đông, nó chỉ khoảng tầm 4km thôi, đi lại cực kỳ thuận tiện. Gần với trung tâm hành chính quận, gần với lại chợ Hà Đông. Nói chung căn nhà này cụ thể vị trí của nó thì là thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông mọi người ạ. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian phòng bếp cũng khá là thoáng, hoàn thiện cơ bản là xong hết rồi. Tủ bếp này đấy, rất là rộng, với hai tông màu chủ đạo màu trắng và màu nâu. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp màu xanh. Với cái phần mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm thì đây chậu rửa, vòi rửa và đây kệ ốp bát. Nói chung là nó phù hợp cho quý vị với cái căn nhà thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ. Cái diện tích sử dụng thì nó khoảng tầm được 140m², rất là hợp lý. Với không gian phòng bếp này thì bởi vì nó là lô góc cho nên nó có cửa sổ mở thông thoáng mọi người nha. Ngoài ra với phần tầng 1 thì còn có một cái phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Mặt bậc của bậc cầu thang của tầng 1 lên tới tầng 4 thiết kế toàn bộ là ốp đá granite và cái tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 lên tầng 4 là thiết kế là gỗ tự nhiên. Với cái phần hoàn thiện tầng 1 rất là chỉnh chu, vị trí đường hướng giá Ngọc Ánh đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì bây giờ xin mời người theo em lên trên các tầng của ngôi nhà xem thiết kế có hợp lý hài hòa hay không nhá. Với phần hoàn thiện của cái căn nhà này thì ở dưới ngõ tầng 1 Ngọc Ánh chia sẻ rồi, phần phòng khách ở trên tầng 2 và đây
Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, thiết kế theo kiểu gác lửng hiện đại. Căn nhà này thì không có cái gì ngoài cửa sổ mọi người ạ. Đây, thông thoáng, kể cả là ban ngày không bật điện thì nó cực kỳ là thoáng luôn ấy mọi người ơi. Đó, hướng nhà này thì là hướng Tây Nam mọi người nhá. Đấy, hướng Tây Nam, cửa sổ thông thoáng. Đây là cái không gian phòng khách khá là rộng, thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đây, ở cái phần phòng khách thì ngăn cách với ô cầu thang là có một cái vách lam gỗ CNC đây. Nói chung là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng khá là hợp lý. Tiếp theo ở phần tầng 2 là thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nhé. Đây là cái phần phòng ngủ ạ. Cửa sổ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, tất cả các cửa sổ thì đều được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Với cái phần phòng ngủ nó rất là vuông vắn, tất cả những cái căn nhà này nó đều là vuông vắn, không bị lỗi phong thủy gì mọi người nhá, không có thóp hậu gì cả, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm. Diện tích thì cũng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, có căn 36m, có căn 33m. Với cái phần phòng ngủ này thì hoàn thiện lên đầy đủ hệ thống trần thạch cao, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ đó. Và tầng 2, phần phòng khách và phần phòng ngủ thì thiết kế một phòng vệ sinh ở giữa, cầu thang giữa. Phòng vệ sinh thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng theo các tầng. Như vậy, Ngọc Ánh cũng review rất là kỹ đấy mọi người ạ. Tầng 1, tầng 2, đường ngõ, rồi là vị trí. Từ cái căn nhà này nó nếu tính ra mà nó cách với trường Đại học Đại Nam thì nó chỉ khoảng tầm 1km thôi. Đi lại rất là thuận tiện. Mọi người theo em lên khám phá tầng 3, 4 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Một ngôi nhà ngập tràn cửa sổ là như thế nào ạ? Nhìn ở đâu cũng thấy cửa sổ mọi người ạ. Trong tất cả các phòng thì cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đó, với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 3 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm. Với những cái lãi suất mua nhà ưu đãi nhất có thể đến từ các ngân hàng cũng rất là uy tín. Đây là cái phần phòng ngủ tầng 3. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 3 là có 2 phòng ngủ riêng biệt, 3 phòng ngủ riêng biệt trước và sau, rất là thoáng. Phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng, không khí. Quan trọng nó là cái vị trí. Căn này thì nó được cái ưu điểm là ngõ nông, gần với lại trục đường chính. Đó, đi lại thì nói chung là ổn áp cho bác nào mà làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc là làm ở dưới Thanh Oai thì căn nhà này đi lại cũng rất là hợp lý. Còn quý vị nào mà đang ở Cầu Giấy, Hoàng Mai, Đống Đa thì có thể cân nhắc thêm ạ. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế ra sao? Với tầng 4 thiết kế một cái căn phòng. Ở đây thực ra đó là cái phòng thờ mọi người ạ. Còn quý vị nào mà không có cái nhu cầu để phòng thờ riêng biệt ở trên tầng 4 này thì có thể thiết kế thêm một căn phòng làm phòng ngủ. Đấy, 4 phòng riêng. Và phần còn lại đó là phần sân phơi. Thì đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, mời mọi người ngắm nghía qua cái phần sân phơi. Rất là rộng, rất là thoáng. Phần sân phơi này quý vị nào mà có thích trồng cây, trồng hoa cũng rất là hợp lý, xung quanh đi lại thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy một số tòa chung cư lớn, như ở là tòa chung cư Hải Phát này, nhìn thấy gần với trường Đại học Đại Nam. Từ cái căn nhà này mà cách với bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 2,5 km. Đấy, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ cho quý vị rồi, căn nhà này nó phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc là Thanh Oai. Còn nếu như quý vị mà làm ở bạn trên Đống Đa, ở Hoàng Cầu, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng thì cân nhắc thêm và có thể liên hệ trực tiếp để Ngọc Ánh tư vấn cho mọi người nhá. Với cái giá chào bán của cái cụm này thấp nhất là từ 2 tỷ 650 và cao nhất là 2 tỷ 8, diện tích từ 33 cho tới 36m, hướng nhà Tây Nam, Tây Bắc và Đông Nam. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá, 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.